Hôm nay mình chỉ các bạn sách sửa cái máy giặt của hiệu Whirlpool. Là máy giặt này nó bị một cái chân quạt này nó đánh nó chạy nó bị trơn ha. Khi mà bạn giặt đồ bạn thấy cái chân quạt này nó chạy nó trơn, nó chạy nó đánh không có được, chạy tới chạy lui mà nó đánh trật trật cái phần cái chân quạt này, thì mình sẽ sử dụng các bạn sửa cách sau nhé. Nó rất là dễ, bạn rất là save được tiền nhiều lắm. Thì mình sẽ chỉ bằng cách mở tháo cái này ra, rồi bạn sẽ tháo thế nào, bạn thay thế nào, order thế nào nhé. Tại vì cái chân quạt nó rất rẻ tiền, và khi bạn đổ đồ vô thì cái bật điện lên á thì nó sẽ đánh cái thằng này nó đánh không được, nó trật tới thì luôn đánh là vậy, nó chạy tới luôn mà nó chạy không được nữa. Thì bạn sẽ mở bộ phận này ra, bạn lại cái này ra, rồi bằng vặn ốc bằng order cái cục đó lên rất là rẻ tiền. Cái cục đó chừng cỡ mười mấy đồng thôi, mà cái máy này tới 800 đồng ha. Whirlpool, tất cả các loại máy đều giống nhau hết bạn ạ. Giờ mình bắt đầu mình chỉ bạn, mình sẽ cho bạn coi video chút xíu là cái máy nó chạy thế nào, cái đồ quạt, cánh quạt nó chạy thế nào nhé, nó hư sẽ thế nào, bạn sẽ cách làm nha. Rồi mình sẽ làm chỉ bạn từng phần nha. Rồi bạn sẽ nhìn cái video nha. Bây giờ bạn cần chỉ cái dụng cụ để mở nhé. Bạn cần một cái trục vít này đó, trục vít này bạn đi dặn, bạn dặn cái nắp trên của nó, rồi cái này bạn mở một con ốc và dùng một cái ốc dặn hai loại này đó. Loại này bạn sẽ dặn cái phần ốc thứ hai, cái này bạn dặn phần ốc thứ ba là ba cái này, bạn dặn ba cái này thôi. Giờ mình bạn dùng cái này trước nhé, mình chỉ bằng lại cái này lên đó. Đằng ốc này bằng lại trước, ốc trên này bạn phải cần nảy, dùng cái tay và hất nhẹ lên cái, làm nhẹ thôi, hất nhẹ cái rồi nó bật ra ngoài, bạn thấy chưa, nó có khớp đó, nó ra ốc này rồi. Thì bắt đầu bạn dùng đó, cái ốc này nó ra ha, nó ra cái khớp, nó ra cái khớp nhẹ, nó ra khớp rồi đó. Để bắt đầu bạn mở một ốc thứ hai, ốc này thì dùng cái riêu hoặc là cái dạng ốc thì bạn nhận ngược ốc, ngược kim hồ, bạn ngược kim hồ nhé, đi ngược kim hồ thì bạn thấy nó ra ngoài thôi. Và khi bạn ngược cái kim hồn ốc này nó trơn ra ngược lại thì rất là dễ. Nó bị mở ốc này nha, mình chỉ bằng mở nhà, bằng để đó, bằng để cái máy vô đây, dặn đèn ốc vô đây ha, bấm nhẹ cái thôi đó, bấm nhẹ cái nó sẽ ra, mình thấy chưa, cái ốc này giờ dặn ra đó, mình thấy chưa, dặn ra ha, ốc nó dặn ra thôi, dặn ngược kim hồ nhé. Bạn nhớ nhờ việc kim hồ, ngược kim hồ đó nó ra cái ốc này. Rồi xong mình sẽ lấy cái miếng này ra. Cái thứ ba, bạn dùng cái tay á, bạn sẽ giật ngược lên, giật ngược lên, bạn giật ngược lên, à, bạn giật ngược lên đó, bạn sẽ giật ngược lên, thì bạn rung rung một cái thì cái miếng nó sẽ ra thôi, đó, cái miếng ra, đó, bạn lấy ra ngoài, cái này là cái này ha. Bạn dùng được bây giờ cái tay bạn nhớ, và khi bạn bỏ xuống này đó rồi bạn giật bên trong trong này trong trong rồi bây giờ mình ngược cái tay lên trong trong cái mua cái đó, thì bạn lấy cái miếng này ra ha, dùng hai tay giật lên, giật tới giật lui thì cái miếng này sắp ra thôi, rất căng rồi, rồi bạn để ra ngoài nhé. Rồi tiếp tục cái thứ ba thì bạn sẽ nhớ bằng mở máy ốc này nè, dặn máy ốc này ra ha, dùng cái bình thường thôi, cái bình thường dặn được rồi. Đó, sau bạn dùng một cái này nữa, cái này bạn để bạn dặn những cái ốc này ra ha. Đó. Bạn dặn ốc ra ha, bạn dặn ốc ra, bạn dùng cái tay mình dặn ngược theo cái chim đồng hồ nhé, bạn thấy dặn ốc ra đó. Rồi bạn mới lấy được cái miếng trắng trắng đó ra, cái miếng trắng trắng là cái miếng bị hư đó, nó bị mòn, cái miếng nhựa trong, cái miếng cái dìa trong nó bị mòn đi. Rồi bạn dặn ra thôi, dễ lắm, không có gì khó hết đó. Lấy ốc ra, dặn hết ốc ra đó, ốc này nè, bạn dặn được ra hết ha, nó được 5-6 con, bạn dặn hết ra 5-6 con
dùng cái con vít á, vít bằng vặn hết ra, nó ốc nó rất là dễ dàng, mình dùng cái con vít bằng vặn ra thôi, ốc vậy nè, đó, nó thành trở rất là dễ làm bằng bằng xây được tiền nhiều lắm. Giữa máy này 8 đồng bạc bằng ra, bằng mua trên mạng á, nó bán dần cỡ 12-11 đồng ha, 11 đồng thôi, nguyên một cái bộ nó 11 đồng, nó bán rẻ lắm. Còn bằng bỏ cái máy này cần 800 đô, bằng bỏ uổng dễ sợ không, nhiều người không biết sửa đó, rồi cứ sờ sờ hư là dục. Mà thật ra tất cả các máu lò máy giặt đồ nó đều giống nhau hết, cấu trúc nó giống nhau, không có gì khác đó. Cái cục này mình lấy ra nha, mình là mở ốc này xong rồi thì mình tay mình rút nhẹ lên đó, mình thấy chưa, đó là một cái, rồi bạn mới xong kéo thứ hai ra đó, kéo nhẹ ra đã hai cái là xong, là coi như mình lấy nó hoàn thành rồi đó, thấy chưa, lấy hoàn thành rồi mình sẽ mình thấy nha, cái ống nó hư thế nào nha, mình lấy ra ha, một cái mình thấy thứ hai, cái phần này nó mòn hết rồi bạn ơi, nè, thấy chưa, cái răng nó mòn hết rồi, rời nó không còn cái phiêu lên một cái gì hết, nó bằng phẳng hết rồi, mà do đó hai cái nó đánh nhau không được, cái này nó chạy vô này thì nó bị chạy cái cục này đó, khi nó cái đánh nó cái này nó chạy tới lui á thì cái mòn nó đẩy không được nữa thì nó mòn rồi, nó bằng hết rồi đó, cái nằm trong này đó, nó mòn hết rồi, nó không có chạy được nữa, khi nó đánh á là cái này nó quay, cái này nó mòn hết rồi, nó không có chạy được nữa, do đó mình phải thay ha, mình bỏ cái này đi, không có dùng nó nữa, nó bị mòn rồi, thì mình sẽ order cái này trên mạng, nó bán trên cỡ 10 mấy đồng thôi, 11 đồng ha, nó bị hư rồi, thì do đó cái trục này nó đánh vô cái nó không bắt được nữa thì nó sẽ bị chạy vòng, thì bạn thấy cái trục này nè, cái dia cái răng của nó bằng phẳng hết trơn rồi. Đó, thế giờ nó bằng hết, bạn thấy không, nó mọt, nó phía trước nó không còn cái răng nữa, nó rộng ra. Đó, giờ mình lấy cái mới cho bạn coi nha. Cái này mình mới order trên mạng. Trên mạng thì cái model nó đây. Đó. Cái hiệu của nó đó, khi mình order trên mạng thì nó có cái máy, mình bấm cái số máy ra. Cái máy mình hiệu gì? Rồi cái serial number số máy mình coi trong cái giấy mà nó cái book á, book thì mua, bạn mua cái máy nó có book á, thì bạn coi cái nó hư là bộ phận nào thì bạn order trên mạng chắc liền là đặt cái mới. Nó ơi đã bán hai cái cục này mới nè, đó cục này cũng mới luôn, nó còn mới, bạn thấy chưa, cái răng nó dễ sợ không đó, cái mới đó bạn bỏ vô thôi ha, có 11 đồng bạc thôi, giờ mình chỉ bạn cách bỏ vô dễ lắm ha. Đó, cái máy dễ sửa không đó, giờ bằng dặn thôi, bạn nhớ bằng dặn theo cái kim đồng hồ nha, mình mà vô là phải theo kim đồng hồ vậy đó, chứ đừng có bao giờ mình dặn ngược chiều nó là xe ốc nó sẽ bị hư đó, mình dặn thôi, rất là dễ, nhẹ tay lắm, đừng có chừng làm mạnh cái miếng nhựa nó sẽ bị bể, mà dùng cái bàn tay bình thường á, bắt vuông nó đúng sai đó, mình dặn ngược chặn được thôi, dặn hết từng cái. Mình quay nó hơi khó cho bà, thì mình cũng có làm một tay thôi, một tay quay một tay làm khó lắm bạn ơi, khổ lắm, mà mình chỉ cho các bạn để dành tiền á, đừng có bỏ uổng cái máy này, tất cả các loại máy nó đều giống, cái cấu trúc nó giống nhau hết, bạn không có gì mà khó khăn hết, thì ra mình cái máy mình thấy mình không biết làm uổng lắm, nếu cái máy nó chạy trật á, rồi các bạn đi dục đi, rồi ta bỏ tiền mua cái máy khác cái 800 đô 900 đô thì nó không bằng cái máy cũ mình đâu, rồi Whirlpool này nó tốt lắm. Mình sửa có 11 đô thôi ha, rồi mình rất là dễ, mình thấy chưa, mình xong rồi đó, rồi mình bắt đầu mình lấy cái miếng đó mình bỏ lại thôi, mình lấy cái miếng này, ok, rồi mình sẽ bỏ phía trên lại, mình thấy không, dễ lắm, mình đó vô rồi đó, thấy chưa, rồi vô rồi, mình thấy không, rồi sau đó mình sẽ dùng một ốc, ốc nãy mình mở ra đó bạn thấy không, ốc này nè, ông đó mình mở ra đó, để bạn bỏ lại, thấy chưa, bạn giặt theo, bạn vặn theo cái kim hồ vô ha, bạn vặn cái kim hồ vô này đó, bạn thôi, bạn từ từ xuống cho xuống tới dưới đó đó, rồi bạn sẽ dùng cái máy hoặc là một ốc chích nào mình bạn vặn được thì bạn vặn thôi nha, thì nó nằm trục phía dưới, nó nằm trục hơi dưới xíu, bạn thấy chưa, đó thì mình dùng cái trục vít này mình vặn thôi, trục vít này nè. Đó, bạn để vô đây, bạn dặn vô từ từ ha, đó. Đó, cái ngáp của nó bạn thấy chưa, coi nó ồn xíu bạn, đó, bạn thấy nó cứng rồi đó, đó thấy chưa?
dặn vô thôi rồi xong. Rồi các bạn sẽ dùng cái nắp đậy lên. Cái nắp này nè. Cái nắp nãy mình mở ra đó, mình nãy ra đó, nó có khớp. Bạn để theo cái chiều của nó, cái răng nè. Những cái cạnh này. Đó, nó có ba cạnh thì bạn để ngay ba cái góc này, 1 2 3 thì để vô đây. Rồi bạn đẩy xuống rồi xong, bạn thấy chưa? Rồi là con lành rồi đó. Rồi giờ chạy nó hết bị đó. Rồi lát nữa mình cắm điện mình thử cho bạn coi nha. Đó, bạn thấy chưa? Nó rất là dễ sửa, không có gì khó hết. Cái máy này thực ra mình dùng được 4 năm rồi, mình tính dục rồi đó. Đó, vợ nó bắt dục mà mình thấy tiếc quá, mình thôi để mình sửa lại đi ha. Bà 800 bạc ra mình order có 11 đồng bạc thôi. Mình đã ra chỗ tiệm mình mua rồi, nhưng mà mình thấy nó cái máy nó không có đẹp nên mình trả lại. Rồi mình quyết định mình là sửa máy này thôi, mình thì làm tùm lum nghề hết á. Rồi mình sửa máy được rồi có 11 đồng bạc, còn thấy không? Bận xây rất là nhiều tiền, nhiều người không biết ấy. Cái máy tốt chỉ đứt chia beo thôi, hoặc là waterproof nó hư thôi, là waterproof là cái lượng nước nó hút lên nó đẩy ra ngoài nó hư. Mình order trên mạng có 32 đồng bạc thôi, waterproof nó mới brand new hết. Rồi mình dục cái máy đi uổng ha. Rồi khi là motor thì nó warranty tới 10 năm, phát riêng nó 10 năm trời thì bạn có thể gọi hãng nó sẽ nó tới sửa bạn, hoặc là bạn trả tiền lấy trả tiền shipping thôi, tiền hoặc tiền nhỏ thôi, nó thay cái máy motor cho bạn là mắc nhất, hệ thống motor là mắc nhất, nhưng mà nó warranty 10 năm lâu lắm bạn ạ, mà khó hư lắm. Nó hơi lặt vặt thôi ha. Giờ mình bắt đầu là mình sẽ mà bỏ đồ vô giặt cho các bạn coi nha. Rồi cái gì mà ủng hộ cái video cho mình ha, không có gì hết, cái gì liên lạc cho mình. Thì cái máy này thì mình mua được 4 năm hết warranty rồi. Cái hiệu này là hiệu Whirlpool ha. Rồi nếu mà khi bạn thấy cái chỗ cái điện trên nó nổi lên F21, nếu cái trường hợp đó là F cái điện tử ra đây nè, nó nổi lên F21 chứ F thì chứ 21 là tức là cái bộ phận nó bị hư. Nếu bạn không thấy, các bạn không có cái bút á, thì bạn sẽ nhìn cái F21 để nó đi F21, bạn lấy cái bút ra, bạn kiếm cái chữ F21 thì tắt chát liền là đã bị cái đó nó bị hư ha. Là bạn ra order trên mạng là có number mạng là ra liền nha. Rồi để lát mình mở video cho bạn coi nha. Cảm ơn bạn. Nãy mình sửa xong rồi đó, giờ mình bật điện lên, mình bấm cái phần normal mình chạy thử, rồi bấm cái store. Đó, nó chạy vô đó bạn nha. Nó chạy vô đó. Đó, bạn coi nó chạy thế nào nhé, nó lót rồi đó, rồi nó sẽ chạy, nó sẽ chạy nước xuống, nó đang nước tiếng nước nó ồn, nó đã chạy xuống, các bạn thấy không, nước thì đang đổ xuống, rồi nó đang chạy đó, rồi bạn sẽ thấy cái cánh quạt nó sẽ đánh thế nào. Hồi nãy là cái quạt nó chạy không có được, cái quạt nó cứ đánh tới lui, nó không có chạy theo cái dòng tua của nó. Đó, rồi bạn đợi mấy second cái nước nó đủ rồi, nó đủ cái refill trong đó rồi thì bảo cái quạt nó rồi chạy nhá. Đó, bây giờ nó chạy, thấy chưa? Nó chạy đều không? Nó quay rất là đều, quay một chiều vậy đó. Hồi nãy có giật tới, giật luôn cái đầu tiên mà video bạn coi mình chỉ bạn thấy đó. Thì nó bị mòn phía trong cái miếng ron phía trong miếng nhựa đang chỉ cho bạn đó. Thì bạn lấy giục thay đi. Thay rồi giờ nó chạy đó chưa? Nó chạy đã chưa? Đó. Nó chạy rất là tốt, nó chạy máy Imru thôi ha. Đó, nó chạy bạn thấy vòng tua nó chạy khủng khiếp không? Hồi nãy là cái đầu tiên mình đưa cái video bạn coi là nó chạy đánh tới lui, nó giống như dễ đầm vậy, bước tới nó rất là kỳ cục ha. Giờ bạn thay có 11 đồng bạc mua riêng mạng thôi, rồi bạn làm y như mình đó thì bạn xây được tiền nhiều lắm. Rồi cái gì bạn chia sẻ với mình nhé, cái gì cái video nào mà nó hư không work hoặc là những cái gì đó thì bạn sẽ xét cho mình, rồi mình sẽ để chỉ bạn nhiều cái sửa máy sấy, máy giặt, tủ lạnh, cái gì cũng được hết. Rồi cái gì cũng mình cũng làm được hết nhé. Mình làm chỉ có bạn giúp rồi tự xây được tiền nhiều lắm, không cần đi ra ngoài mướn Mỹ mướn đồ làm, nó sẽ chạc bạn. Cái máy này dùng được 4 năm rồi thì nó mua chừng cỡ bán thì chừng cỡ 100 bạc thôi, máy sửa bạn 400 đồng 500 đồng đó, cái tiền part rất là mắc, tiền labor rất là mắc, bạn tự sửa nha, chúc mừng nha. Rồi cái gì liên lạc mình, cảm ơn bạn nhiều lắm, thank you bạn, rồi rất là work, rất là well rồi đó bạn ạ. Rồi chào bạn nha, tạm biệt.